Thưa quý vị, năm 2022, cả nước xác định bước qua một giai đoạn phát triển mới. Tất cả các dịch vụ sản xuất kinh doanh đều được khôi phục 100%. Các hoạt động vận tải quốc tế hết được mở cửa lại toàn bộ, nền kinh tế sẽ hồi phục nhanh, giao lưu thương mại hàng hóa tăng trưởng cao. Đây vừa là cơ hội mà cũng vừa là thách thức cạnh tranh mạnh mẽ của Bưu điện Đà Nẵng nói riêng và Bưu điện Việt Nam nói chung. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam 15 tháng 8 năm 1945, 15 tháng 8 năm 2022. Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, có lẽ hội thao Bưu điện thành phố Đà Nẵng năm 2022 là sự kiện mà toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động mong chờ nhất. Đây là hoạt động thường niên được ngành duy trì hàng năm nhằm phát triển phong trào, luyện tập và thi đấu thể dục thể thao, rèn luyện thể chất để thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch năm 2022. Qua đó, giải đấu còn là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong toàn thể người lao động tại các chi nhánh quận, huyện. Cảm ơn lãnh đạo của đơn vị đã quan tâm để tổ chức các hội thao thường niên này để cho anh em có việc giao lưu. Cho nên là này là để anh em có thể gặp mặt, giao lưu, rồi tăng thêm tinh thần đoàn kết để dễ dàng trong triển khai công việc sắp tới. Ngoài việc làm tốt công tác chuyên môn và các công tác chăm lo đời sống, phòng chống Covid-19, thì công tác cải cách hành chính cũng là một trong những điểm sáng của Bưu điện thành phố, với nhiệm vụ hướng tới tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu đạt 30% số thủ tục hành chính được tiếp nhận tại các điểm phục vụ của Bưu điện trên tổng số thủ tục hành chính do thành phố công bố. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu đạt 70% số thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ của Bưu điện trên tổng số thủ tục hành chính do bộ phận một cửa giải quyết cho người dân, doanh nghiệp trong năm 2022. Đúng, theo tôi thì theo tôi nhận xét thì tôi thấy là bây giờ là cái Bưu điện như thế này, tổ chức như thế này là quá hợp lý. Bởi vì cái giãn cách nó đã có đầy đủ, thực hiện đủ 5K, cho nên điều đó là rất quý. Từ năm 2013 đến nay, Bưu điện phố Đà Nẵng cũng đã thực hiện tốt cái việc triển khai cái cải cách hành chính thông qua cái việc chuyển phát hồ sơ tặng tay công dân thông qua ngành bưu điện. Thì trong cái định hướng như vậy thì chúng tôi tiếp tục là phối hợp với Sở Nội vụ cũng như các sở để tiếp tục triển khai cái toàn bộ cái mà tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính một cửa. Năm 2021, tập thể lãnh đạo và người lao động Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã đoàn kết, chung sức, chung lòng biến nguy cơ thách thức thành cơ hội phát triển. Với những nỗ lực trên, năm 2021, Bưu điện thành phố Đà Nẵng và Bưu điện Đà Nẵng 3, đơn vị trực thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng, được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua về thành tích toàn diện, tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công đoàn Bưu điện thành phố Đà Nẵng được tặng cờ thi đua của Công đoàn Thông tin và Truyền thông.